lục độ nhất vạn hạnh. Triển khai lục độ chính là vô lượng vô biên tế hạnh của Bồ Tát. Trong kinh điển thường đưa ra một con số là 84.000 tế hạnh. 84.000 tế hạnh là sao? Mỗi một điều đều đầy đủ 84.000. Bộ thị có 84.000, trì giới có 84.000, nhẫn nhục có 84.000, thậm chí bát nhã cũng như vậy. Triển khai mỗi khoa mục đều đầy đủ 84.000 tế hạnh. Mà 84.000 tế hạnh này giống như một mạng lưới vậy, nó chồng chéo lên nhau. Bất kỳ một điểm nào tần suất của nó đều biến pháp giới hư không giới. Cùng một đạo lý, bất kỳ một điểm nào nó đều có thể tiếp thu tất cả tin tức của pháp giới. Di tính không sánh bằng. So với điều này, di tính thua xa. Chư vị Bồ Tát chứng được ngày nay ta tuy chưa chứng được, nhưng vì quân tập thời gian dài, trong kinh điển Đại Thừa chúng ta quen thuộc nên có thể lý giải, có thể tin, không hoài nghi. Từ nay về sau y giáo phụng hành, dùng phương pháp gì để tu? Dùng một câu Phật hiệu. Ta mới tin rằng câu Phật hiệu này rất lợi ích. Một câu Phật hiệu đầy đủ tất cả pháp. Lục ba la mật đều bao hàm trong đó, không sót một pháp nào. Một câu Phật hiệu đầy đủ viên mãn. Chúng ta đã tìm được phương pháp tu học.